Vâng, hiện tại thì bây giờ tụi em đã thay bánh xe của chiếc xe này rồi ha anh chị ha, đã thay bánh rồi và đã kiểm tra lại vết nước nhiếc nhiếc đồ và chiếc Toyota. Sản xuất năm 1982, đăng ký năm 1993. Cầu sâu bảng 1.1 này. Còng xin thuốc sạch sẽ thì bây giờ em tụi em bắt đầu xuất phát nha anh chị nha. Xuất phát thì hiện tại bây giờ em đang có mặt bên Hoàng Hữu Nam anh chị ha. 4488 Hoàng Hữu Nam. Tụi em đang dừng lại một cái quán cháo lòng ở đây. Tụi em ăn sáng. Ăn sáng xong em sẽ tiến hành cuộc hành trình xuất phát chiếc xe này về lại thành phố Lâm Đồng. Thì đây cũng là một cái video em review chiếc xe cực kỳ giá rẻ ha. Xe này em chưa có báo giá, tại vì thường thường em đi mua xe trên con đường là em không có báo giá. Anh chị nào thiện chí thì anh chị điện thoại cho em ha. Còn khi về mà tới bãi rồi thì giá nó khác. Đó, một cái form dáng ok. Và bây giờ mời tất cả các chú anh chị cùng theo em đồng hành với em một cung đường. Nếu em về trên cung đường mà không ai chốt chiếc xe này thì sẽ có một cái video chi tiết về tới Lâm Đồng cho anh chị xem chiếc xe này nhé. Đó, hiện tại thì bây giờ tụi em đang ra ngoài xa lộ Hà Nội nha quý anh chị. Đó, với một chiếc xe cỏ, số tiền rẻ cực kỳ. Xe này thì chưa báo giá anh chị thấy không? Đó, cứ đều là 5-60 km/h, rất khá là ok anh chị ha. Đấy, chạy một tay thôi. Tài hả, bác Tài chạy có một tay anh chị thấy không? Côn số nhẹ nhàng, cứ lẻ lướt trên xa lộ, lăn bánh ta từ từ tiến thẳng về lại Lâm Đồng mà của chúng chị. Con số rất nhẹ nhàng. À, cái dàn này thì đặc biệt là nó là hệ thống cầu sâu anh chị, nên tay lái nó chạy nhẹ như trợ lực á. Cầu sâu nên nó rất là khỏe. Cầu sâu là nó xài lực đẩy nha anh chị, xài lực đẩy, còn cầu trước là nó xài lực kéo. Máy 1.3 mà nó chạy nó giống như là máy 1.6, máy 2 chấm. Đây là ngã ba tương vạn không? Đó, xe thì sạch sẽ. Đó, anh chị cứ chê xe cỏ đi ra về trồng hành, trồng rau, chăn gà, chăn vịt, chứ tụi em tiền nghèo. Tụi em không có tiền, tụi em mua và tụi em tập lái ha. Nhiều anh em kinh tế yếu mơ ước chiếc xe tập lái có cứng, có điều kiện nâng cấp xe khác ha. Còn mấy anh nào mà mua về trồng rau, nuôi gà, chăn heo, chăn vịt đó thì nét và lượng giùm em ha. Mấy anh mua mấy dòng xe như Navara kìa ha, chạy hay là Kia Morning 10 đó ha. Tiền nhiều mua mấy xe đó chạy. Giờ mấy anh mua Audi, BMW đi. Rồi mấy anh vô mấy anh cứ bình luận xe bên em bán xe cỏ có chạy được vài trăm cây số hay không. Bằng xe không có giấy, không có giấy tờ, không có đăng kiểm sao ra đường anh chị. Đi Sài Gòn thì anh chị biết rồi, ra không đủ tiền phạt mà âm chạy thôi. À, em cũng nói cho mấy anh mà hay bình luận mua về trồng hành trồng rau á, mấy anh có tiền á. À, mấy anh đi xem mấy cái dòng kênh lớn đi, chứ anh đi vô mấy cái kênh em bán xe cỏ vô bình luận làm cái gì, đúng không mấy anh? Vâng, hiện tại thì tụi em bây giờ đang về tới chỗ Gia Kiệm Thống Nhất Đồng Nai rồi nha cô chú và anh chị. Đây là đoạn đường quốc lộ 20. Chạy cứ tàn túc tắc chạy đó. Nhiều lúc anh chị hỏi một chiếc xe cỏ chạy có thể là được 50 hay 1-200 cây số gì không, bình thường thôi, xăng cỏ nước niết rồi mình kiểm tra ok là mình chạy thôi. Ví dụ gì vậy? Riêng cái đoạn đường quốc lộ 20 này thì anh chị nào mà lạ đường thì tốt nhất là nên chạy tuân thủ theo tốc độ nha, đừng có cố mà đạp là dễ bị dính biên bản lắm. Với trong năm ngoài 8 cho em là được, trong năm ngoài 8 là trong bảng mình chạy 50, ngoài là được phép 80. An toàn tốc độ thì chỉ giữ là 45 hơn vậy ha, 45-70 vậy là tốt nhất. Dưới chỗ sát bạn có cái quán hủ phở bán không ngon. Về tới tới ấy rồi ăn. Về tới nhà rồi ăn.
tay chúng lăng cua rơ những xe hầm hố ha. Chỉ có chị có nhà báo công viên chức mới dám chạy thôi chứ tiền đâu đủ xăng đó. Rồi đây là đã ra hết bảng rồi nha anh chị. Đó, ra hết bảng này là có quyền đạp 80 cây số một giờ. Dứt lên cái đi bạn. Đây, xe cỏ thôi. Dứt thử đây, nó lên bao nhiêu anh chị? Đang neo dốc. Đang neo dốc. Nói chung xe cỏ mà chạy cỡ 60 70 là ok rồi anh chị. Vậy thôi, đừng chạy quá. Về đây lấy chưởng làm cái. Dốc thì tốc độ cứ 50 đều ghe 60 70 nơi đây nhìn đâu 60 70 km một giờ rất ok ha, một chiếc xe cỏ thôi. Có mặt tại cầu La Nghè nha anh chị ha. Anh em thì cứ tàn tàn chạy. Đây là một khúc của cầu La Nghè. Và chuẩn bị tiến thẳng về lại Tân Phú, Phương Lâm. Thần chạy lưng lên lưng bật cố luôn. Trước mặt mình là đình quán hoặc là khu vực đá Ba Chồng nha anh chị. Xưa mà sao cái cục đá này mà nó lại nằm chồng lên nhau là được hay hả? Chắc thiên thạch phun núi lửa phun xong cái là bay ra nó chồng lên. Cái đó phải hỏi mấy ông cốt ở đây sống thì mới biết được. Có cái nhà sát bên nó ở nhà sát bên nó nhìn hải không? Nó sát cái vách núi giữa vào cái con đá đó vậy. Như chỗ này nó có một cái khu du lịch mà bạn tham quan mà. Rồi, tại thì bây giờ tụi em đã về tới đi thôi. 125 nha cô chú và anh chị. Mà một chiếc xe như vậy chạy thì anh chị thấy cảm giác nó như thế nào hả? Tại bây giờ em đang có mặt tại ở một quán cơm Ba Lạc. Quán cơm này ăn rất là ngon nha anh chị. Quán cơm này anh chị nào mà có dịp mà chạy ngang qua 125 lên trên đường phải thì ghé ủng hộ quán cơm Ba Lạc nha. Còn gì ăn anh? Trễ quá rồi. Gạch sườn. Có cái chua cá. À, chua. Có trứng. Mắm chân. Ăn gì thường? Cho ít này đi. Này với mắm này, mắm kia. Bây giờ anh em tụi em dừng lại ăn uống và nghỉ ngơi chút xíu là tụi em sẽ về lại tới nhà rồi. Và đây là lần đầu tiên cô chú anh chị đến với kênh của em thì cô chú anh chị xin vui lòng nhấn nút đăng ký kênh và bấm chuông xuống góc tay phải màn hình của mình để cập nhật những mẫu xe mới nhất hàng ngày tháng ở bên em nhé. Đây là khu trung tâm hành chính của bên huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai nha quý anh chị.
mới ăn cơm xong no quá anh chị ơi. Thắng này có mấy con Isuzu nhìn cọp gớm ta. Con ở trên anh Thắng á. Con ở trên anh Thắng. Cái đèn xe đèn đỏ nữa nó vui, nó bực, nó buồn, nó tắt rồi. Tại thì bây giờ tụi em đã về lại tới bãi rồi anh chị ha. Bãi này là bãi chi nhánh 3 của em ở Tân Phú Đồng Nai. Và chiếc có khả năng là chiếc xe Toyota Corona này em bỏ lại ở bãi Đồng Nai. Thì chỗ này là mấy anh em đang sơn ha. Đây là cái bãi sơn của em. Quý anh chị cô chú nào thích sở hữu chiếc xe này thì bên em sẽ hỗ trợ, về tới bãi hỗ trợ cho anh chị một lớp bát nha. Con xe này thì nước sơn cực kỳ đẹp, nội thất sạch sẽ, máy chạy rất là ok rồi anh chị ha. Anh chị cũng thấy một cái video em review ở trên cung đường rồi. Thì xe này giờ anh chị nào lấy thì bên em sẽ hỗ trợ cho một lớp bát ha. Thì nó sạch sẽ hơn rồi em bàn giao. Thì tạm thời bây giờ giá cả thì cũng đang chưa có công khai giá anh chị ha. Và bây giờ sẽ đồng hành với em là một chiếc La Note này đi. Em lấy chiếc La Note này em về lại chi nhánh 1 ha, tại thành phố tỉnh Lâm Đồng. Con xe này tí xíu em sẽ review cho anh chị với một mức giá thành là 68 triệu đồng. Vâng, cũng sau mấy ngày hôm nay thì anh em đi nó cũng rất là mệt mỏi. Thì anh chị quý em hãy cho em một nút like, một nút đăng ký kênh và một nút subscribe cho em nhé. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại anh chị một video sau. Chúc cho đại gia đình mình có một ngày thật là vui vẻ và luôn luôn gặp nhiều may mắn thành công trong mọi lĩnh vực cũng như trong cuộc sống nhé.